Thưa sư cho con hỏi, nếu một người yêu mình đơn phương mà mình biết nhưng không yêu người đó thì mình có tạo nghiệp gì trong tương lai không? Và có phải trong tương lai mình bị quả báo là yêu thương mà không được đáp trả không? Mong sư quan hệ chỉ dạy cho con. Xin thưa, nói cái kiểu như quý vị thì mấy cái tay như là cái gì hồi xưa có mấy cái tay thôi bây giờ sư nói ví dụ ca sĩ Việt Nam đi, sư thấy Đan Trường cũng hơi bị đẹp trai á, nếu mà chắc chắn là cũng nhiều cô yêu đơn phương lắm á. Mà nếu như mà ông Đan Trường ông nghĩ là bây giờ người ta yêu tôi mà tôi không yêu lại thì nó kỳ. Vậy thì quý vị nghĩ như vậy nó có kỳ không? Bản thân cái suy nghĩ nó đã là kỳ rồi. Tại vì bây giờ có cả ngàn người, cả chục ngàn người yêu mình đơn phương, không lẽ giờ mình yêu hết lại mọi người sao? Sức khỏe đâu chịu nổi. Rồi hay là như Lý Liên Kiệt đi, cũng vậy, có cả triệu người hâm mộ thì cũng không thiếu các cô yêu đơn phương các vị đó. Không lẽ giờ người ta yêu mình là mình phải yêu lại hết sao? Đó mình nói đàn ông á, còn các cô là còn dữ dằn nữa. Giờ các cô hoa hậu thì cũng chắc chắn là cũng nhiều anh yêu đơn phương lắm. Mà bây giờ nếu mà anh nào yêu cổ thì cổ cũng yêu lại thì cổ sẽ thành cái gì? Hiểu không? Cho nên là chúng ta nói cái chuyện nó rất là buồn cười. Cái chuyện của người ta là chuyện của người ta, chuyện của mình nó mới quan trọng nha. Cái chuyện quan trọng là mình có nỗ lực mình tu tập, nỗ lực ly dục hay không, nỗ lực tu tập các thiện pháp hay không. Còn người ta nhìn mình, người ta có yêu đơn phương mình hay không, cái đó là chuyện của người ta nha. Rồi, qua câu hỏi tiếp theo.